Quý vị nào đang mang thai hoặc là đang cho con bú sữa mẹ có lo về sự an toàn của liều vaccine COVID-19? Nghiên cứu với hàng ngàn phụ nữ mang thai hoặc những người mẹ đang cho con bú cho thấy rằng các liều vaccine COVID-19 được chích rất an toàn. Đối với các người mẹ đang cho con bú, tin vui là các kháng thể chống lại coronavirus do vaccine tạo ra có thể truyền qua sữa của mẹ. Điều này sẽ giúp bảo vệ các trẻ sơ sinh khỏi nhiễm coronavirus. Do đó, sau khi chích ngừa xong 2 mũi vaccine, thì người được chích sẽ được bảo vệ tới 95% chống lại bệnh COVID. Nếu quý vị không tin tôi, một bác sĩ với 30 năm kinh nghiệm, xin nghe những trải nghiệm của một người chuyên gia tư vấn kinh doanh gia lý. Cô là một người mẹ vừa mới sinh ra bé gái và đang cho con bú sữa mẹ. Tôi rất tin vào các kết quả nghiên cứu khoa học trong việc phát triển vaccine COVID. Khi có được cơ hội, tôi và chồng tôi đã đi ghi danh và chích ngay lập tức. Cha mẹ chúng tôi cũng đã chích vaccine. Sau khi chích xong thì chúng tôi bị đau nhức khoảng 1 đến 2 ngày. Nhưng đó là điều bất tiện rất nhỏ để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Nếu chúng ta chích ngừa vaccine càng sớm, chúng ta có thể mau quay lại một cuộc sống bình thường cùng với gia đình và bạn bè một cách an toàn. Hãy chích ngừa COVID để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng chúng ta.